Chăn nuôi lợn là một ngành quan trọng và mang lại thu nhập cao cho nhiều nông dân. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao trong chăn nuôi, việc chọn giống lợn chất lượng là yếu tố then chốt. Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn chọn được giống lợn năng suất cao. 1. Hiểu về các giống lợn. Có rất nhiều giống lợn khác nhau trên thị trường, nhưng phổ biến và được ưa chuộng nhất là lợn Landrace, lợn Yorkshire và lợn Duroc. Mỗi giống lợn có những đặc điểm riêng biệt. Lợn Landrace nổi bật với khả năng sinh sản tốt, thịt ngon và tỷ lệ nạc cao. Lợn Yorkshire khỏe mạnh, phát triển nhanh và dễ nuôi. Lợn Duroc nổi tiếng với khả năng tăng trọng nhanh và chất lượng thịt cao. 2. Chọn lợn con khỏe mạnh. Lợn con khỏe mạnh là nền tảng cho sự phát triển tốt và năng suất cao. Khi chọn lợn con, bạn cần chú ý các đặc điểm sau. Ngoại hình, lợn con phải có ngoại hình cân đối, lưng thẳng, bụng gọn, chân khỏe. Da lông, lông mượt, da hồng hào, không có dấu hiệu bệnh tật. Hành vi, lợn con phải nhanh nhẹn, linh hoạt, không lừ đừ hay uể oải. Cân nặng, chọn lợn con có cân nặng trung bình, không quá nhỏ hoặc quá lớn so với tuổi. 3. Kiểm tra nguồn gốc và chất lượng giống. Nguồn gốc, chọn mua lợn giống từ các trại giống uy tín, có chứng nhận và giấy tờ rõ ràng về nguồn gốc. Chất lượng giống, kiểm tra hồ sơ lai lịch của lợn bố mẹ, đảm bảo chúng không có tiền sử bệnh tật di truyền, có năng suất sinh sản và tăng trọng tốt. 4. Phòng ngừa bệnh tật. Tiêm phòng, đảm bảo lợn con đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine quan trọng như dịch tả, tai xanh, phó thương hàn. Kiểm tra sức khỏe, thường xuyên kiểm tra sức khỏe lợn con, đặc biệt là khi mới nhập về trại. 5. Chăm sóc sau khi chọn giống. Sau khi chọn được giống lợn chất lượng, việc chăm sóc và nuôi dưỡng đúng cách sẽ giúp chúng phát triển tốt nhất. Dinh dưỡng, cung cấp thức ăn giàu dinh dưỡng, đảm bảo khẩu phần ăn hợp lý theo từng giai đoạn phát triển. Môi trường sống, chuồng trại phải sạch sẽ, thoáng mát, có hệ thống thoát nước và đảm bảo vệ sinh. Quản lý dịch bệnh, theo dõi sức khỏe lợn thường xuyên, kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. Chọn giống lợn năng suất cao không chỉ dựa vào kiến thức cơ bản về các giống lợn mà còn cần sự chú ý đến chi tiết cụ thể về ngoại hình, sức khỏe và nguồn gốc của chúng. Qua đó, người chăn nuôi sẽ có được những đàn lợn chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hy vọng những bí quyết trên sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc chọn giống lợn và đạt được thành công trong chăn nuôi.